Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải chúc anh em xem video vui vẻ mời. Ở video này thì nói chung thì Khải đang cố gắng xếp một ít may mắn đợi cho nó đủ set móc 21 nè. Móc đỡ cho Khải chuẩn bị sắp đến này. Nếu mà ok thì Khải sẽ gom gom tầm 20 hoặc 30 cái lượt bài boss sang cho anh em xem cho vui. Nói chung thì khá nhiều anh em đang trên kênh chờ đợi cái bắt 18 của cái lệnh bài boss của Khải. Thì nói chung thì không đỡ anh em chờ đợi lâu, thì Khải cũng đã gom góp và sắm gần đủ set rồi nè. Và lần này thì Khải mua thêm một cái nhẫn may mắn 5 nữa nè. Với nhẫn may mắn 5 này thì Khải mua 11 kim nè mà 11 kim. Nói chung là khá là chắc ấy, không có rẻ đâu nè. Nói chung là thôi ok, Khải xác định chơi thì cứ sắm dần dần rồi chơi cho anh em xem. Tầm này thì Khải sắm cái nhẫn may mắn 5 nữa là đủ set 21 rồi nè. Đủ set 21 rồi nè. Thành đua đông. Đây anh em ơi, đang đợi ông gì vậy anh em ơi? Bán nhẫn may mắn 5 vòng 2 11 kim. Ông bán 14 kim, 15 kim á. Nhưng mà trả giá bữa giờ thì 11 kim thôi ok anh em ơi. 11 kim xúc cái 5 cũng được nè. Nói chung so với hiện tại thì gọi tầm này thì gọi là khá rẻ rồi. Không như lúc đầu. Như lúc đầu thì cái nhẫn này bèo lắm phải 2 triệu á nè. Không biết đâu nè. Nhẫn này bèo lắm phải 2 củ á. Chúng tầm này thì mua bèm vài lần bài boss cho anh em xem. Chúng thì cảm ơn nha. Nói chung thì đây là bé banh, không biết phải chính hay phụ, nhưng mà cảm ơn bé banh rất nhiều. Ok, Khải gì Khải giao dịch cho con Thúy Yên luôn nè mày. Rồi Khải cho anh em xem set con Thúy Yên luôn. Chúng là đủ set rồi. Sau hơn một tuần tìm kiếm set đồ thì cũng đủ set rồi nè. Đủ set rồi. Quá tuyệt vời. Gia truyền 6, ngọc bội 7 là 13, một nhẫn 5 là 18 và một nhẫn 3 là 21 rồi em ơi. Đạt mốc làm đạt mốc may mắn 21 rồi nè. Sau này mà có thêm nhẫn 4 nhẫn 5 nữa thì Khải sẽ buộc tăng trang thêm. Chứ tầm này thì có nhiều chơi dài thôi em, chứ giờ tầm này muốn cao hơn thì không có rồi, tại vì tầm này hiếm quá. Mấy cái nhẫn rất là hiếm nè, đếm trên đầu ngón tay nè em ơi. Đây cho anh em xem. Khải bật qua thí cho anh em xem. Rồi. Đồ set 21 rồi, tuyệt vời. Sẵn là cắm bãi trang là không được món nào, được món đó nè. Đây, mới giao dịch qua. Mánh 5 7 đó, 6 5, 6, 7, 18 nè. 5, 6, 7, 18 kèm theo cái nhẫn 3. Rồi, khó ngay, khó gấp. Khó gấp. Rồi, kết hoàn toàn nha nè. Đồ khẽ kết hoàn toàn nha nè. Đó. Rồi, cho anh em xem kỹ lại đây. Giải chiền này, giải chiền này thì chanh ra bán thì cũng được hơn 10-12 kim ấy, nhưng mà không bán nè. Không bán, đã xài từ lúc mà Khải bói đồ bài chanh bắt 4 thì Khải nhặt được cái giải chiền này rồi. Đó, xong rồi đến là được cái môn ngọc bội này, Khải mua hơn 12 kim. Nhẫn này với mới mua 11 kim. Nhẫn này Khải mua 3 kim 5. Đó, nói chung là cả set này bèo bèo cũng hơn 3 củ nè, không biết đâu nè. Hơn 3 triệu đồng. Nói chung là tầm này thì với set 21 và 3 triệu đồng thì quá đẹp rồi. Sau này có bán cũng không có lỗ được nè. Sau này có bán cũng tầm giá 3 triệu, 3 triệu hơn đó. Tại vì mình mua thì khá là rẻ. Tại vì anh em toàn quen biết là anh em đỡ khá là rẻ, chứ không có giá rẻ đâu nè em ơi. Rồi nói chung thì ở video này thì Khải muốn khen em thì Khải đã thành công sắm được set may mắn 21 nha anh em ơi. Và anh em hãy hóng những bắt sang lệnh bài boss của Khải tiếp theo. Và anh em có thể xem lại những bát lệnh bài boss từ bát 1 đến bát 17. Thì sau 17 bát xanh boss thì gọi là Khải vẫn chưa gọi là may mắn nè. Khải vẫn gọi là Khải nhỏ, Khải đen, Khải mắt nhỏ, Khải mắt đen nè. Mà chưa gọi là cái gì mà được cái món đồ nào mà đỡ bán có tiền cả. Vài kim thôi chứ chưa có gọi là bán được chỉ vàng chưa được nè. Chung là hên xui à. Nói chung thì sau khi sắm được cái set này thì ok. Chung thì không có gì hơn. Mong anh em hãy ủng hộ những bát cũ của Khải và bắt cụ của Khải và ơi mà lên lộn bắt rồi, lên lộn bắt. Cái gì anh em ủng hộ những cái bắt sang bắt cụ của Khải nha anh em. Tiếc sừng đồng, ok. Xin bắt cụ của Khải nha. Và anh em hãy hóng bắt 18 sẽ là bắt tiếp theo ở server Đại Gia Sơn này. Và ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này và chúc anh em xem video vui vẻ và chúc anh em một ngày mới tốt lành. Bye bye mọi người.